quay trực tiếp tại nhà, để ở ngoài ban công gió thổi rất là mạnh, thổi tung lông luôn. Đây, quay tại nhà cho các bạn. Video điện thoại ở đây. Các bạn nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại nhé. Trên kênh YouTube Cán Xin Đất Việt. Có lẽ là clip xin tạm dừng tại đây. Đây là chú Mi Toàn rất là đẹp.